chị thương mẹ đây rồi ơi em về Mỹ chú đây ngay chỗ này mà tới nhiều quá nha chỗ này ngay ngay dựng ngay nhiều quá trời bữa sơn em á ồ lát gì lấy một cái trái lên ăn ôi ăn có kìa cái gì kệ đi hồng tân đi nó mà đó tao mất cổ té tao đau chết luôn đau quá con cười nó con đau mà gối nó đứng hết nổ mà má đứng má cười nổ đi dạng đi để hả nó nói con á mẹ đi về dưới ừ. Dạ. Ai làm kêu tặng kêu thờ kêu chứ nhân thờ luôn rồi tụi nó giọng con chồng Như nó mới đem thằng thợ ba nó về dạ hả dạ gác con gác năm hai năm em mà con kiều là con kiều là hai đứa con lớn á vợ con đi làm vậy ngày cũng hai trăm mấy ba trăm ngàn làm chung với tụi nó là con đó mà tôi thấy nó có tiếng buồn á con nó có tiền nó có tiền không phải con tiền nó chết rồi á nó là tiền nó lớn thì hai mới tới kiều á thì nó chết nó có ly nữa mà đi cơm mới nấu trong con thuốc trong kia đó bây giờ bây giờ bên đó còn nó còn chợ nó nợ tụi con đây con với kìa hai chồng bèo mà em mở ba nó xong rồi qua anh mở chị năm nay nó nhiêu tuổi rồi kiều tuổi ngựa hợp với má chồng nó nhỏ hơn thằng này một gác hả má chồng nó thương quá hai vợ chồng nó ở mà con nó còn đi học không con kiểu hả ừ. Trời ơi ta đi làm vội ngày hai trăm mấy ba trăm á đi chung hai chồng hai chồng với con đi làm luôn con làm vậy, vậy, là... ra. Vậy là cũng đỡ quá à. Hả đi quá không đi nói thằng cô còn thằng này mà được 18 tuổi rồi hôm nay nó cất nhà hả? Ông nhà chồng nó cho miếng nhà kế bên đất kế bên cho mà làm giấy tờ đàng hoàng chứ không ta để nữa không lượm nó nó nói lật lại lại nó cũng khó khăn cất lên giờ mà cũng một hai trăm à thì giờ vợ chồng làm với con làm cái nhà tiền á cắt mới rẻ hơn cái đường gỗ nhưng mà nó phải hai tuổi nó cắt chắc nghe chắc coi như nhà những ba vợ tệ quá ở mà trời ơi là 70 triệu mà trời mà tôi nói giờ nhà bây giờ bà xuống rồi bà thấy mình tạm trường á dột hết trơn luôn kìa năm đó con bán cái nhà những ba không hết về là đúng rồi đó hôm bữa ơi con bán cái nhà cũng cho mấy chục triệu cất bữa nay rồi dột hết trơn rồi ba mày lên đền nhà nó biết bây giờ là khá triệu á mà tôi chỉ nghe nói thôi nói ở với bà nào hay gì đâu có biết đâu mà nói hỏi xem rồi biết không dữ dằn nói cũng làm sân cũng đâu biết gì hết ổng về đây cũng về mình ổng tự nhiên đi quà wow, là lớn tuổi quá giờ còn nhận đâu ra đâu nếu đi đường không nhận ra đâu mới đi ngang ngó đâu biết nhà đâu ai mà biết tao đâu có thấy đâu đi là em chùa vô đây mới đi coi thử vòng không thấy không biết ai hôm qua không biết ai đi ngang đây mà giờ tao cười tao đi qua ngon qua không chưa đi không phải thằng bà chứ không phải đó tao đâu của ai mình cười mình với tao rồi tao không nhớ ai hết trời giờ hai có lúc cũng quên lắm con ơi nhớ lớn tuổi rồi.
năm nay mày về mày thấy gì hai già quá trời. Nhiêu tuổi gì hai? Dài năm nữa mà già. Dài bảy mấy tuổi, bảy 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 tám rồi. Yếu mày. Ừ. Ừ. Yếu lắm. Nè vậy hai cái chân. Má con 70 rồi hả? Ở 80. Má lớn hơn hai mấy tuổi rồi. Má mày 80 rồi. Rồi 78 rồi. Năm 42, 44 mà. 44 là hôm nay lớn rồi. Nó mấy mấy 80 rồi. Ờ, bả lớn gì hai nhiều mà. Giờ lớn hơn mấy tuổi rồi. Mấy tuổi nhiều đâu. Chị hai biết sao không? Kể hết hai cái. Bả là hai dám 80 rồi đó. Ờ, chị hai thai khốt hết trơn rồi. Con ơi, đi đứng đâu có được không? Cắm dậy đi trong đồ không? Thai khớp đúng là trẻ lại chứ làm sao mà đi không được. Trời, rất ơi, thai khốt. Còn giờ tấm anh bắt muốn có thành có đứng đi về quê, đúng không? Tâm cái ngày nay cũng lợi chắc chị quê rồi à. Mấy người đó chắc không nhớ luôn giờ, không nhớ. Nhớ, nhớ. Cái mặt. Ờ vậy hả, vậy hả. Wow. Mày vô, về đưa cái hình gì hai cho má. Cái nhỏ hồi xin nó cho 300 ngàn á là. Viên đồ bé không, về cho chị ai gửi lời thăm viên đồ nha. Dạ, dạ. Các hai hả? Chị ai gửi lời thăm hết mấy chị em mấy ấm. Dịch thứ 9 hả? Đâu, dịch thứ 5. Ừ, có bán hàng nào cũng xin. Hả? Bệnh thứ 9. Thằng Kiệt. Hồi tới hằng Hải, tới hằng Nhật, tới hằng Kiệt. Hồi Úc. Hồi Úc. Kiệt còn tới Phương. Phương tới hằng Thanh, Thanh tới hằng Bình. Bình tới hằng 10. Trai không à? Trai không à. Có mình nhỏ gái lớn nữa, gái gì hai nhỏ lớn nữa. Nhỏ mới ra đó. Nhỏ mới ra nãy. Trùm mặt là biết nhớ không? Nhớ không? Bịt mặt rồi quên. À, bây giờ nắng quá đeo đi khẩu trang con ơi với dịch bệnh dù. Chỗ, cái chỗ không? Ba thọ. Cái chỗ không? Má con như là như ổng là chú ba ruột con. Nghe đẹp không? Chú chị hai cô cậu ruột. Cái này nó nhỏ rồi không nhớ nữa. Nó biết mà giờ nó quên rồi chứ. Con đứa con gái 24 tuổi rồi. Sắp ra trường rồi. 3 năm trước nó về nó đang học, tôi để cho nó học. Đó là bà Sáu là em ông ngoại con đó. Nó phải ruột ông ngoại đó. Bởi vì không tới thăm mà không biết là con tên gì quên mất tiêu hết trơn. Vì ai nghe nó con về mà chứng chẳng gì đi. Chắc nó lại đó, nãy nó lại đang về đi. Chứ dẫn nó về, nó về dẫn cho bà về. Chừng chân đi mà bỏ bán chỗ đổ được. Ừ. Em đi tối ngày đâu có nhà đâu. Về đây có tâm rồi nè, có gì năm rồi có chừng bả. Chứ bả về con còn ở đây con cứ coi bả. Bả về đây là nó thiệt con bả ở trong ngày gì hay không, nó phải nằm với cái bố này nè. Ở đây là cái bố này. Ở đây có cái quạt không mấy. Nằm cái bố này xong rồi ăn cả rồi chơi chơi đó. Rồi lẳng rồi bắt đầu lại đây nằm té. Tối giờ nó ngủ thôi. Sao? Ở đẳng có gì năm con, bà cũng có tiếp xúc với ai. Nên bà không có má con biết nói chuyện với ai. Lại đằng này có cháu con của dì hai rồi. Đứa này đứa nọ với dì hai rồi. Bà cũng vui. Ta vẫn trở phải lên nhà Phương chơi cái luôn chứ bộ. Ủa có phải rồi. Cái gì chưa nấu ăn? Thôi được rồi. Tao nói để bị hư ủ kìa. Chỉ sợ mày để hoài hư. Quá trời lâu rồi đó. Gần hết tháng luôn rồi cha. Còn có 5 ngày nữa hả? Hả? Ừ. Sợ chiều, sợ nó giọt đó. Để hơi ủ nó hầm ơi. Nhiều lúc cũng có hư chứ. Hư đó chứ. Nhưng mà điều là nó không có chảy nước mà thấy cái nó chảy nước xuống thì chị thấy hơi. Chừng nào nó chảy là hơi. Thiếm ra giờ này còn dưa hấu lắm mấy nha cô. Ừ. Vợ bán đầy vô chợ luôn. Nó mềm không hay là nó sụn sịt? Sụn sịt không biết không? Ồ, cho mà vậy nó đâu có bùi con. Có người có lúc, tự nhiên lúc tối á, cùng nhầm vô chuyện ngủ rồi về đó. Ồ, ừ. Nha, ăn sụn sịt luôn á hả? Bỏ lúc luôn. Để con ăn kể chuyện gì?
Vậy con bỏ chừng nhiêu đậu nấm đâu con chứ gì? 100 gram hả? Đậu đen hay đậu đỏ? Xanh lọc. Đậu đen xanh lọc. Cháo. Cháo trong cái bình cho nó khô mới bỏ lên cái chảo đó. Từ giống như lan đó. Ăn còn ăn nặng nào? Được không? Ồ. Ây da. Trời ơi, sợ bể luôn. Rồi, ôi da. Nếu hấu của bà giữ chân là thôi bà đừng có lo. Dạ hả? Chắc lượng. Dạ, để lâu gần tháng rồi đó học. Em mua 27 ta đó giờ. Tháng rồi. Mua trước chứ đâu em mua tớ, đúng Tết đâu. Ừ, rồi rồi, ngon lành á. Chứ đâu có đâu. Không, bà dân mới bán năm nào chị đặt trước bả này chết rồi. Thì đó. Bây giờ nó có phòng, có bác sĩ rồi, người ta giám đốc không có cho chuyển đi. Đúng rồi. Đó. Nó nói là cũng phải. Phải rồi, nó nói cũng đúng. Đi rồi xịt lụi vậy. Lên lậu cái gì đâu có đem này lên. Chống cái này dơ đâu có đem lên lậu.